Ông Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kết hợp số VTC. Quý vị biết không, nhắc đến vùng núi Tây Bắc thì không ai là không biết tới đặc sản măng tươi. Vùng đất xa xôi đồi núi trùng điệp này thì chính là nơi sản sinh ra những búp măng tươi ngon, thuần vị nhất mà ai được dịp nếm thử thì đều không thể nào quên được. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Và các món ăn từ măng chúng ta phải kể đến như là canh măng, măng tươi xào, chân giò hầm măng, lẩu ếch măng cay hay là măng chua tỏi ớt và rất nhiều các món khác vô cùng hấp dẫn. Vâng, đúng vậy ạ. Với một thị trường sôi động như hiện nay thì không khó để tìm mua mặt hàng nông sản này. Tuy nhiên, đâu mới là sản phẩm an toàn và chất lượng lại đang là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Bởi ngày nay thì người tiêu dùng ngày càng chú trọng tới nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thay vì chỉ quan tâm tới giá cả hay là hương vị của đồ ăn. Và không để cho quý vị khán giả chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ, Âu Việt và Thu Trang sẽ giới thiệu đến quý vị các dòng sản phẩm măng khô, măng tươi đến từ thương hiệu Phú Vinh Food. Những sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu măng tươi sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Với mong muốn nâng cao giá trị sử dụng của các sản vật thiên nhiên và mang đến cho người nội trợ một món ăn hấp dẫn, Phú Vinh Food đã nghiên cứu ra công nghệ chế biến độc đáo mà vẫn giữ nguyên được các giá trị thơm ngon, giòn ngọt của các loại măng. Từ các công đoạn chế biến đến đóng gói bảo quản đều không dùng đến hóa chất và có thể cung cấp món măng ăn quanh năm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vâng ạ, theo như Âu Việt thấy thì ở đây có hơn 8 loại sản phẩm măng đến từ thương hiệu Phú Vinh Food, mỗi loại đều có hương vị đặc trưng khác nhau, mang đến cho nhiều sự lựa chọn tới khách hàng ạ. Vâng, và có lẽ ngay bây giờ thì mời anh Âu Việt cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng thử thưởng thức món ăn được chế biến từ măng đến từ thương hiệu Phú Vinh Food này xem thế nào nhé. Xin mời anh Việt. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây là màu măng có màu vàng tự nhiên, trông rất là thơm ngon hấp dẫn, giữ nguyên được hương vị của loại măng tươi đến từ vùng núi Tây Bắc, rất là hấp dẫn luôn ạ. Tôi đứng ngay cạnh anh Âu Việt ở một khoảng cách này thôi nhưng mà vẫn nghe rõ tiếng giòn sần sật ạ. Trông rất là hấp dẫn, anh Việt thấy thế nào ạ? Dạ vâng, chính xác như vậy ạ, thưa quý vị. Măng rất là giòn và thơm, ăn cảm giác rất là thanh và không đắng một chút nào cả. Đấy là mới là măng xào thôi, để tôi xin phép được thử bát măng bên cạnh nữa. Sắp đến Tết rồi, một bát canh măng này cùng với cả chân giò hầm chắc chắn là một trong những cái món ăn luôn luôn xuất hiện ở trong những mâm cỗ truyền thống của gia đình Việt, đúng không ạ? Và những món ăn như thế này thực sự là không thể nào mà quý vị có thể bỏ qua được đâu. Thế nào ạ? Măng sử dụng với chân giò hầm thì hơi chua một chút và chắc chắn là khi sử dụng với chân giò này mà ăn cùng với những món ăn mà rán hay là chiên thì chắc chắn là sẽ cảm thấy là trung hòa được cái thức ăn của chúng ta. Và anh Âu Việt cũng như quý vị khán giả biết không ạ, các sản phẩm măng đến từ thương hiệu Phú Vinh Food thì được kiểm chứng về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu được chọn lọc rất kỹ càng nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Các sản phẩm thì luôn được Phú Vinh Food thay đổi và cải tiến trong cách chế biến để phù hợp với khẩu vị của người dùng và cho ra đời những dòng sản phẩm mới ngon miệng và tiện ích hơn nữa. Và để mua được sản phẩm măng sạch và an toàn của Phú Vinh Food thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp vào website nongsanphuvinh.com hoặc số hotline 0913 335 833 để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi quý vị nhé. Rất tiếc khi mà đến đây thì lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.